Sáng thứ Năm ngày 13 tháng 2 năm 2020, theo giờ Bắc Kinh, Cơ quan Y tế tỉnh Hồ Bắc, tâm dịch viêm phổi do coronavirus gây ra đã công bố những số liệu chấn động trong 24 giờ qua. Số người mới nhiễm bệnh tăng gấp 10 lần so với ngày hôm trước và số người tử vong tăng gấp 2,5 lần. Cụ thể, tỉnh Hồ Bắc ghi nhận trong 24 giờ qua đã có thêm 10.840 người nhiễm bệnh. Ngày thứ Tư là 1.638 người, số tử vong là 242 người, ngày trước đó là 94 người. Như vậy, riêng tỉnh Hồ Bắc tính đến hết ngày thứ Tư 12 tháng 2 năm 2020 đã có số người nhiễm bệnh là 48.206 người và 1.310 người tử vong. Toàn Trung Quốc đã có 1.355 người chết, 59.539 người nhiễm bệnh. Nạn dịch có tên chính thức là COVID-19 đã lây lan ra 24 quốc gia trên toàn cầu với số nhiễm bệnh vượt quá 60.000 trường hợp và 1.357 người chết. Hủy bỏ Đại hội Di động Thế giới. Đại hội Di động Thế giới Mobile World Congress, gọi tắt là MWC, tổ chức hàng năm ở Barcelona, Tây Ban Nha, chính thức bị hủy bỏ vì sự bùng phát của dịch viêm phổi cấp COVID-19, nhiều tập đoàn công ty rút tên tham dự. Từ năm 2006, Đại hội MWC quy tụ những công ty tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới đến trưng bày giới thiệu những sản phẩm công nghệ mới nhất, những gương mặt nổi bật nhất trong ngành, trình bày những xu hướng lớn trong thế giới di động và hàng trăm hợp đồng thương mại được ký kết. Sự kiện này được tín đồ công nghệ chờ đợi. Và mỗi dịp, MWC thu hút không dưới 100.000 lượt khách tham quan từ 200 quốc gia trên thế giới. Nhưng năm nay, công ty tổ chức đại hội, tập đoàn Global System for Mobile Communications Association, hôm thứ Tư 12 tháng 2 đã phải thông báo hủy bỏ sự kiện do sự bùng nổ của dịch viêm phổi COVID-19. Dù trước đó nhà tổ chức cam kết thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách tham dự, nhưng không chấp nhận những người đã từng đi đến những vùng có dịch ở Trung Quốc. Tuy nhiên, khi những ông lớn công nghệ di động như Nokia, Ericsson và Vodafone rút tên khỏi danh sách trưng bày, thì việc hủy bỏ sự kiện là không thể tránh khỏi.